phát huy sức trẻ, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong tháng 3, tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Qua 2 tuần tổ chức phát động trang quân tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn đã tổ chức được 172 công trình phần việc thanh niên như thu gom rác thải nhựa, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, khai thông cống rãnh, cải tạo sân chơi thiếu nhi. Đặc biệt để chung tay cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tổ chức sửa chữa, làm mới 8,5 km đường giao thông nông thôn, 6 công trình thắp sáng đường quê, vận động thực hiện 1 km đường ống nước sạch và trao tặng 6 căn nhà nhân ái cho hộ dân còn khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ các đơn vị còn hỗ trợ nông dân tiêu thụ hơn 45 tấn cam sành, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là duy trì hiệu quả các mô hình bếp ăn không đồng, các hoạt động hiến máu tình nguyện để góp phần cùng địa phương thực hiện an sinh xã hội và chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.